đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với cao điểm mùa khô, kéo theo tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn trên diện rộng. Tính đến hiện tại, tổng mức thiệt hại do hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long lên đến khoảng 70.100 tỷ đồng một năm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cây trồng và thủy sản. Đáng nói, không chỉ khu vực này mà từ đầu năm nhiều nơi cũng đã ghi nhận bất thường về nắng nóng. Tác động của hiện tượng El Nino thì nền nhiệt là về cơ bản là nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Hiện tượng nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn ở một số khu vực như là đặc biệt là Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 80-85% El Nino sẽ kết thúc vào tháng 4 đến tháng 6. Khoảng 60-65% La Nina sẽ bắt đầu vào tháng 7 đến tháng 8. Đáng nói, theo các chuyên gia, ảnh hưởng của El Nino mạnh nhất lại là khi nó yếu đi và kết thúc. Trong khi đó, giai đoạn chuyển từ El Nino sang La Nina, thời tiết thường có những diễn biến bất thường, ngoài quy luật và khó dự báo bởi chưa có sự ổn định của hệ thống hoàn lưu quy mô lớn. Thì vẫn sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên các tỉnh trên toàn quốc. Trong đó thì khu vực Bắc Bộ thì trọng tâm sẽ nắng nóng sẽ rơi vào tháng 5 và tháng 6. Khu vực Trung Bộ thì có thể kéo dài sang tháng 7 và tháng 8. Hoạt động của bão thời gian tới nó sẽ xuất hiện hoạt động nhiều hơn vào nửa cuối mùa bão. Sự hình thành của cái bão thấp nhiệt đới thì trên Biển Đông nó sẽ nhiều hơn, chỉ khoảng độ 1-2 ngày là có thể ảnh hưởng nếu nó đi vào đất liền. Và như vậy thì cái công tác ứng phó phòng chống của ta phải đòi hỏi nó cũng phải nhanh hơn, gấp hơn. Theo đánh giá, sự chuyển pha trong năm nay tương tự chu kỳ El Nino La Nina năm 1999 đến năm 2010. Theo đó, thiên tai năm 2010, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, mùa bão muộn, ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng cường độ và hướng di chuyển lại phức tạp. Mưa lớn dồn dập ở Trung Bộ, xuất hiện 6 đợt lũ lớn. Vì vậy, thời điểm này, công tác cảnh báo dự báo sớm đóng vai trò quan trọng trong việc chủ động lên kế hoạch phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai trong thời gian tới. Đối với các loại hình thiên tai, bão lũ quét sạt lở đất sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, giúp cho cái công tác chỉ đạo và điều chỉnh cái kế hoạch phương án từ trung ương đến địa phương bám sát nhất thực tiễn, để từ đó chúng ta có những cái điều chỉnh, những cái kế hoạch về sản xuất đảm bảo ổn định phát triển sản xuất. Theo các chuyên gia, mặc dù đây là những dự báo xa, tuy nhiên một điều gần như chắc chắn là hiện tượng dông lốc trên đất liền và trên các vùng biển, mưa lớn cục bộ thời đoạn ngắn gây ngập úng đô thị sẽ xuất hiện nhiều hơn. Sự phối hợp của các địa phương, sự đồng lòng của người dân trong việc chủ động theo dõi thông tin, lên kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó chính là chìa khóa trong giảm thiểu rủi ro thiên tai.